Yo, chào mọi người, mình là Kỳ Điều Đinh và hôm nay giúp bà quay toàn bộ look cho subscriber. Warriors, yo, get your freak on. You don't need money cause you won't be alone. Yo, get you in the zone. You don't need money cause you won't be alone. Got my look at girls, got fit boys to look at. Tigers run, what the fuck you looking chick at? Fuck it, did you go to fuck it, look it. When you come here, you wanna get stuck it. Empty your pocket, phone out your jacket. La tile on my land is louder than a racket. In my jungle, don't stumble on my symbol. Everybody heard about me, everybody know. Faster than a hunter with the arrow to the bow. If you step close, then I'm gonna let it go. Đối với những bạn chưa biết Upload và Photo Tag như thế nào thì các bạn có thể vào Premiere và tạo một cái Adjustment Layer. Xong mình thả lên Layer bên trên và mình bấm vào Adjustment Layer vào phần Lumetri Color Basic Correction. Và ở đây thì mình chuyển qua tab Lumetri Scope thì mình kiểm tra là cái white balance của nó đúng chưa. Thí dụ nó nằm lệch như vậy đi thì mình phải cân lại là cho nó đúng ba cái tần số red, green, blue cho nó bằng nhau trước. Ok, thấy tương đối bằng nhau rồi thì mình chuyển qua tab Relative. Tại một lúc này mình sẽ bấm vào Browse và đưa đến vị trí cái loot mình đang để. Mình chọn loot Fading Myself. Thế là xong. Thì mọi người có cái loot mình mong muốn thì mình có thể thay đổi phần thông số này để tăng giảm cái độ mạnh của loot. Và để nhận được bộ loot này, mọi người hãy giúp mình là nhấn subscribe kênh của mình và để lại bình luận bên dưới địa chỉ Gmail của mọi người. Sau khi mình nhận được Gmail, mình sẽ chuyển loot vào Gmail cho mọi người nha. Đây là lời cảm ơn của mình gửi đến tất cả subscriber, những người đã yêu mến Kirudin và theo dõi Kirudin suốt thời gian qua. Ngoài ra, nếu các bạn yêu mến Kirudin hay là yêu thích lĩnh vực làm phim thì mọi người có thể follow các channel này giúp mình nha. Lê Tuấn Chim, Hiếu VK, Sơn Bự, Minh Travel. Thì đây là những người mà mình rất là yêu mến, cũng là YouTuber về filmmaker. Hy vọng là các bạn có thể tìm được những điều hay ho tại các channel này. Ok, video hôm nay đến đây là hết. Hy vọng bộ loot của mình sẽ giúp được các bạn phần nào đó trong công việc. Và Thành cũng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Kirudin trong thời gian qua. Thì hy vọng sắp tới Thành sẽ có thêm nhiều thời gian để làm vlog cho mọi người xem nữa. Yeah, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Và Thành cũng rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi channel của Kirudin.